Phạm Tuấn Hải lọt đội hình tiêu biểu AFC Champions League. Trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, tối ngày 8 tháng 11, Tuấn Hải ghi cả hai bàn giúp Hà Nội Fan Club giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự AFC Champions League, đồng thời ngắt mạch năm thất bại trên mọi đấu trường. Bàn đầu được thực hiện ở phút 71, khi Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng vòng qua thủ môn Liu Dianyu gỡ hòa 1-1. Đến phút 90, anh khống chế rồi làm động tác giả để loại hai cầu thủ khách, trước khi chích mũi giày về góc xa hoàn tất cuộc ngược dòng cho đại diện Việt Nam. Cá nhân tiền đạo sinh năm 1998 nhờ đó vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Hà Nội Fan Club ở AFC Champions League với 3 bàn, hơn Joey Tiger 1 bàn.